quy trình mà cái điều trị implant thông thường nó sẽ có là những cái bước chính sau đây. Đầu tiên là chẳng hạn như là thường cô chú hay là cái những cái bệnh nhân mà mất răng đó thì phải đến khám trước. Thì như vậy đến khám đó thì bác sĩ sẽ lấy những cái thông tin cần thiết, chẳng hạn cái thông tin về cái xương hàm là bằng cách là cho chụp cái côn beam CT. Rồi thông tin thứ hai là khám những cái tình huống răng trên miệng, rồi những cái tình trạng về sức khỏe toàn thân, chẳng hạn về tình trạng đường huyết, về tim mạch. Rồi cái lần hẹn cái giai đoạn thứ hai là có thể là giai đoạn cấy implant, giai đoạn phẫu thuật cấy implant. Thì như vậy cái cấy implant đó nó sẽ diễn ra sau khi mà bác sĩ đã chắc chắn có mọi thông tin cần thiết về tình trạng xương cũng như là cái tình trạng sức khỏe toàn thân. Thì cấy implant tức là bác sĩ sẽ cấy cái implant là những chân răng nhân tạo đó vào trong xương hàm, và sau đó thì đợi cho cái implant nó lành thì mới bước qua giai đoạn thứ ba là giai đoạn sau cùng, tức là làm cái răng giả trên implant. Thì khi đó bác sĩ phục hình sẽ lấy, có những giai đoạn như là lấy mẫu thử răng và có thể gắn cái phục hình trên implant.